Hello cả nhà, mình xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Mùa hè mà có những cơn mưa vậy nè cả nhà, nó rất là mát luôn. Hôm dài nắng nóng quá trời. Mình đang nhóm lửa để bắt cái nồi nước súp lên. Giờ mình đi chợ cũng gần về tới rồi. Mưa quá trời mưa cả nhà. Ơi, bà Út nè. Gạo kêu à. Ba mẹ đi. Giờ mình đi chợ về cả nhà. Cả nhà. Mưa quá mưa, nắng thì cũng quá nắng. Nước bờ. Ơi. Mưa rồi con. Ra đây dơ lắm. Ơi. Ông Út ơi, bà Út ơi. Ơi, bà Út ơi. Ơi, Út nè nè. Mình ở nhà mình mưa lớn lắm vậy. Mình bắt cái nồi nước súp lên trước. Giờ mình đi chợ về mới rửa cái thịt này để mình trụng nước sôi qua ăn cái. Này trứng cút. Này mình nấu bánh canh cả nhà. Bánh canh Nam Giang. Chị ơi, chúc ăn bánh canh Nam Giang. Con chào ông bà cô chú. Mình mới đem nước ra. Con bào giùm mẹ uống sáng. Không Út nè. Đứng ở trong nhà nó kêu ông Út mà ai đứng gần gần nó là nó không cho, đứng cản cản đường là nó không cho. Ông Út nè, nó chổng đi, chừng nào trời khô đi ông Út dẫn ra đây ha. Giờ ông Út làm công chuyện rồi, chút rảnh đi ông Út dẫn ra. Con chế cô Hai đi, cô Hai Nhi á. Ơi ông Út nè. Kêu hoài luôn. Rồi khóc rồi. Nó đòi ra đây chơi mà chưa ăn cơm, để cho ăn cơm xong mới dắt ra đây chơi được. Xương mình trụng xong rồi, bây giờ mình bỏ vô nồi súp. Khóc la không xong rồi. Con Út ơi nữa kìa. Con đi đâu? Thôi ra Út ẩm vô ăn cơm. Không có. Út ẩm, Út ẩm vô ăn vô nhà ăn cơm cái đi rồi chút xíu ra. Rồi chút xíu ra Út chơi. Con Út mới đắp đất sình nè, thấy không? Sình ghê không? Đó, Út mới đắp đất sình đó. Xé khô mực bỏ vô nước súp luôn đó nha. Linh con gọt vậy? Con lấy cái dao bào kia dễ hơn không? Cái dao đó hơi khó không? Con lấy cái này dễ hơn cái kia. Ừ. Chắc ông trời không quen cái kia. Dụ nó buổi trời nó mới chịu vô ăn cơm cả nhà. Ăn cơm xong rồi ra, vô ẩm nó ra. Vô mát lục bình đó. Nó nở bụi ra quá trời luôn. Mình ngăn ra. Cho lục bình nó phía trong đây. Ừ. Nhưng mà nó cũng hơi tăng tăng cái miệng nha. Nước nó đang sôi nè, mình bỏ tôm vô mình luộc nó mới ngon được. Dạ. Để đi có gì chiều tối rồi con ghé thì con lấy. Chiều tối thì được. Dạ. Nó chín rồi cả nhà, nó co co là đã chín rồi. Này mình luộc trước phân nữa. Tại vì bỏ một lượt nó nhiều quá, cái nó làm nước mình nó hết sôi. Tôm nó không ngon. Cho nên mình chia ra luộc làm hai. Giờ đang đập cái ngóc gốc ngò gí. Bỏ vô cho nó thơm. Bỏ vô trong nước. Dưa leo giữa cắt nó hơi ngắn rồi đó.
tại nó mình nấu lâu quá, nhiều khi nó dễ bị gã, cắt làm đôi là được rồi. Cho khô mực vô với mấy cây củ. Rồi được rồi con. Xong rồi vớt bọt luôn nha. Dạ. Bọt của tôm nãy. Xong rồi đi ra chơi nè, ra chơi xíu thôi nha. Để Út lấy thức ăn cho cá ăn. Trời ơi, ăn còn dính miệng rồi nè, để Út gỡ ra cho. Dạ cô Hai coi. Rồi, dạ cô Hai đúng rồi. Rồi kêu cô Hai lấy cho con miếng thức ăn đi. Con kêu đi, cô Hai lấy thức ăn cho con. Đứng ngơ ra luôn rồi. Ngơ rồi. Cô Hai lấy hay là ông Út lấy? Ông Út lấy hả? Là 80 ngàn một chiếc. Ừ, nó lên ăn kìa, con cho nó ăn đi. Cho nó ăn xong rồi vô tắm đi ngủ nha. Dạ mẹ. Con biết rửa vậy. Giá mà hồi là con rửa nước riêng nha. Đừng có lấy nước rau đâu, con rửa nó sẽ dơ giá. Xà lách này con rửa từng miếng á. Cái xà lách này là con rửa từng lá vậy đó. Đúng rồi, chứ con đừng có quơ nguyên nắm, nó sẽ dính mấy cái dơ vô trong mấy cái lá kia, nó xếp lại với nhau. Này là xương đuôi heo với xương bắp. Bắp chuối cả nhà, bắp chuối của con heo. Tôm mà nhìn nó bóng lưỡng là đã ghê. Cưng mới đắp sình hôm qua, tại nó thấp quá, đắp cho nó cao lên, cao so với cái hàng rào. Đấy, kìa quắc kìa, kìa thấy bé không? Kìa, đi vô chơi với bé kìa. Cái ổ mối ngay chỗ đây là chính nó bay lên biết bao nhiêu luôn á. Nãy giờ nó bay hoài lên luôn, không hết. Ngay cái ổ. Sao đi vô tắm đi, kìa cha ra kìa. Ngồi đây lột chín cút vô mút. Kìa. Thấy bà Chín không? Bà Chín đang đẩy bé đi chơi kìa. Kìa đi với bà Chín đẩy bé kìa. Con ăn trứng này không? Không. Không à? Dạ không. Dạ không. Ừ. Đi mấy ếch cút nó nhảy ra bớt hết hai con rồi. Chút vuông lên lại đi con. Giờ vợ xào thịt à? Dạ. Con lấy ngũ gai cho mẹ đi lên. Bánh canh này mình trụng qua ăn cái. Bữa nay có anh chị ở sớm đi nước ngoài cũng 11 năm rồi, mới về chơi, ghé nhà chơi ở trong. Là anh chị ở trên sớm trên không trời? Ờ, gần nhà dì Tư á. Dạ. Đi cũng mười mấy năm rồi, về hình như cũng 2-3 lần rồi ạ. 11 năm. Mới mời anh chị ra chơi luôn. Dạ không, bà Sáu đi đâu rồi nha. Chị Tư với bé Nhi cũng đi về bên ngoại luôn rồi. Nuôi mấy con nhìn cho nó vui vui. Đứa 4 tuổi, đứa 4 tháng. Vậy là hai đứa rồi đó hả? Mở thành thì đứa gái à. Rồi đứa trước con trai gái. Đứa trước con trai. Rồi đứa trai đứa gái con ha. Còn nhỏ đẻ được bé hai đứa nha. 3 4.
không phải mà dừng nhiều mà đâu phải mà nó này kia nọ, ít nhiều khi một hai đứa nó không còn gì à. Sáu rồi. Dạ. Linh qua dặn tôi mẹ. Dạ. Chồng ba đứa. Đây. Ba đứa gái bưng cái tô cho ngon. Ngon. Sáng giờ từ sáng giờ nếu mưa thì trời đi giáp rồi mà tôi về thăm bà con, đi thăm bà con không hết cả ngày. Bà năm Gà Dơm cũng mưa ào ở hết hơi lâu. Bữa nay mưa lớn hả chị? Qua tới ông bảy ông nào qua tới ông bảy mốt ông cũng ào lên ở hơi lâu. Rồi chúng ta đầu ra tới Hùng á sao cũng ào lên ổng ở hơi lâu. Không gầy nắng nhiều, bữa nay mưa được cái mưa hoài à. Trời đâu mà tôi tưởng quá tay vậy. Này tính gì khỏi. Là làm cho nếu làm cho chị tôi nhỏ thôi à. Thôi ăn đi chơi chiều khỏi ăn cơm. Dạ, không mà. Thấy vậy chứ gạo không à chị. Dạ, không cơm hả? Rồi chị thôi cho này chị thay ăn. Thôi chị ít hả? À? Chị Thủy thì gắp cơm ra. Rồi cha ăn luôn đi. Cha với anh chị rồi ăn đi. Rồi ai có cứ ăn đi. Giờ gấp ra cho ảnh luôn. Cái tô đó mình làm đi. Sớm mà như vậy quên mua quýt đúng không? Dạ, mưa quá vậy. Mưa quá chạy về. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Mới ăn chung với gia đình đi. Nhớ mình thích đi đám cưới á. Đám cưới chứ mình vui gì đâu ha. Nhất là đám cưới với này với đám cưới là mình con là bạn tình lắm. Tới khuya tới đêm nữa đêm mới về. Đám cưới mình nấu ở nhà hay đâu vui nấu ở nhà. Hồi tối mới nhắc cái vụ chị Thủy đó nhỏ nhỏ hay bắt có con rắn chung hay đem lên bán. chi đâu có ai mua đâu, nhìn con rắn nó sợ. Dạ. Em viêm sâu á chị Thủy mà rắn nó lên thuốc ăn lên thuốc. Ừ. Sướng ghê. Rồi vô luôn chứ ơi, có tô rồi nè. Đây, qua đây. Qua đi. Còn hút không? Còn bệnh không? Còn cá 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 không
cá vậy, nó đông lạnh đó rồi nó tanh, khi mà ấy nó tanh nó không hợp thức tươi á, nó vì giả đá rồi. Nãy còn thấy nãy còn thấy hình như đang uống trưa gì á. Con nếu năm mà được bọc ăn tính ra mày trùng dịp rồi không đây luôn hả? Ừ, khỏi luôn đi bảy xong luôn rồi đó, có rồi đó. Trời ơi, tính ra mày ở bên anh vậy của mình hả? Ừ, tranh thủ đi rước bé Huy nè. Ừ, ăn xong rồi rước luôn. Hả? Đi thi rồi hả? Còn làm đâu? Còn hả? Dạ còn. Dạ. 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 Mà thế nó làm bên kiểm hàng nó làm bên chính mới đi về ngoài rồi nay đi khám bệnh cho bé Na rồi. Biết khỏi giới thiệu nghe tiếng tưởng là bị giao thông bắt rồi chứ. Tới lộ xong rồi vòng tới nhà đâu ghé. Dạ. Nghe tiếng. Vòng vô lại. Là có bãi da là còn phải không? Còn. Còn gì? Con có vô làm không? Bắt đĩa. Ăn xong rồi mới đi rước bé Vi. Dạ, em tưởng rước nó về rồi. Ủa? Cái tủ tao á. Chưa? Ừ, mày cống á, mày đi lên trên ngọn đó. Ở dưới có hai thêm. Hai thêm để ba đất ăn nha. Đó. Ê, dưới cái đạo á, dưới đạo á. Đó, mày còn đi quét luôn. Bây giờ vô nhà vòng vòng nhà không có đi đâu được hết nữa rồi. Vợ là ngồi nhà ăn. Đó. Đó. Rồi đi dài lên em này tao lột bao quà vô đi gáo hết trơn không ở trên nó còn mấy món từ một đó. Còn đàn bà thì bà năm đàn bà hai bà năm anh gái về phải gấp luôn mà không phải mắt sáng về Nhận sáng không nói luôn. Sáng giờ nhóc rồi. Đường đi ra đi hai quay. Bán cơm sớm bán. Nó có nước. Nó có chảy cho nó. Không chưa? Hả? Con tắt ngang rồi không có chả qua. Bữa nó bị lũ quá, con cắt ngang ra ống rồi. Đúng rồi, nó không có chả qua đây được. Nó chỉ chả vừa bên đây thôi. Cắt ngang rồi. Nó chảy vào bên đây nữa, nó lấy chút xìu à. Cái mì rất dừa, không phải. Cái mì nó rất dừa, nó ngon phải mì cà. Năm năm rồi.
của chị, có làm của chị ba ngồi kế em nó bán lắm, nó làm ngon. Mấy cái món thấy tầm thường gì đó nhưng mà hơi bị quý á. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video. Chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha. Giờ anh chị này đi xuống với nhà chị hai đốt cái nhang cho anh hai.